cô gái 16 yêu người đàn ông lớn hơn 32 tuổi và chuyện tình như phim. Ebony Florian mới chỉ 16 tuổi khi cô gặp chồng hiện tại, nhưng Peter Florian khi ấy lại đang hẹn hò với mẹ của bạn trai cô. Cả hai đã trúng tiếng rất ái tình ngay khi gặp nhau lần đầu tiên, bất chấp khoảng cách 32 tuổi giữa hai người. Năm 1997, khi Ebony 16 tuổi, cô đã gặp Peter lần đầu. Anh ấy mặc một chiếc quần jean xanh và đang cúi xuống nắp capo. Chuyện anh ấy lớn hơn tôi nhiều tuổi chẳng phải vấn đề, tôi chỉ đơn giản thấy đó là người đàn ông mà tôi thích, Ebony nhớ lại. Peter, hiện 70 tuổi và ở tuổi 48 khi gặp Ebony. Ông thừa nhận rằng ông khá lo lắng về việc bị cho là có quan hệ với trẻ vị thành niên. Tôi nghĩ cô ấy mới chỉ 16 tuổi và tôi không muốn mình bị coi là kẻ lạm dụng tình dục trẻ em. Sự khác biệt lớn về tuổi tác không phải là khía cạnh độc đáo duy nhất của cặp đôi này. Peter từng là chồng cũ của Judy, mẹ chồng Ebony. Ebony cưới John, con riêng của Judy với chồng trước và sinh được hai đứa con. Thời điểm gặp nhau, Ebony vẫn còn trong mối quan hệ với John và gọi Judy là mẹ chồng. Hai năm sau lần gặp gỡ đầu tiên khi Ebony 16 tuổi, họ đã có cuộc tình vụng trộm với nhau. Peter nói rằng ông đã bối rối về khoảng cách tuổi tác và phải vật lộn với cảm xúc của mình. Tôi đã làm gì ư? Mỗi lần gần gũi với cô ấy, tôi cảm thấy như mình trẻ lại, nhưng trong lòng tôi rối bời. Trong khi đó, Emily cũng hầu như chỉ nghĩ về Peter. Tôi nhớ mình ước rằng mình đang được ở bên Peter năm 2000, Peter và Judy kết hôn. Cuộc hôn nhân chính thức giữa họ đã đẩy Peter và Ebony xa nhau hơn và ông phải mất thêm 12 năm nữa trước khi được kết hôn với người ông yêu thực sự. Trong suốt những năm tháng xa nhau, tôi luôn nghĩ về cô ấy, nhưng tôi nghĩ rằng cô ấy còn trẻ và tốt nhất là tôi nên để cô ấy sống cuộc sống của mình. Peter nói, tôi không biết rằng cô ấy cũng nhớ tôi. Ebony cuối cùng cũng chia tay chồng vào năm 2014 và sau đó bắt đầu chuỗi ngày xuống dốc không phanh, một cuộc hôn nhân tồi tệ và thói rượu chè đã đưa cô tới với bản án 2 năm 4 tháng sau một vụ đâm chém. Judy giành quyền nuôi hai cháu trai và khi Ebony còn đang trong tù thì Judy và Peter rạn nứt, sau đó họ ly dị. Trong khi Ebony ở tù, Peter tới thăm cô hai lần và thường xuyên viết thư cho cô. Ebony ra tù vào tháng 6 năm 2016 khi cô 31 tuổi. Peter đón cô ở cổng nhà tù và đưa về căn hộ mà ông đã thuê cho hai người. Một tháng sau, cặp đôi tới Granada, Green để kết hôn. Ebony nhớ lại, đó là một cảm giác đúng đắn. Suốt quãng đường tôi đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã cưới được người đàn ông mình yêu. Tôi mặc một chiếc váy trắng và quàng một chiếc khăn choàng. Chúng tôi chỉ mời vài vị khách vì không muốn gây ồn ào tôi khóc rất nhiều vì hạnh phúc. Nhưng đến khi cặp đôi về nhà, họ biết rằng Judy đã phát hiện ra những gì họ đã làm. Mọi chuyện trở nên phức tạp, nhưng chúng tôi đã vượt qua, cô nhớ lại. Một tháng sau đó, khi mọi chuyện đã lắng xuống, Judy gọi cho cặp đôi và hai người phụ nữ ngồi xuống nói chuyện. Ebony kể lại, cô ấy nói rằng cô ấy mừng cho chúng tôi vì chúng tôi đã luôn muốn ở cạnh nhau. Tôi rất vui vì Judy là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi và cô ấy là mẹ chồng cũ của tôi. Cả hai đều tin rằng tuổi tác khiến họ gắn kết với nhau hơn. Felix, tên thân mật của Peter, có đủ trải nghiệm để sống một cách bình thản, anh ấy có thể bù đắp cho tôi, cô nói. Trên thực tế, tất cả họ đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, cứ cuối tuần Judy lại tới thăm Ebony, Peter và hai đứa cháu. Judy nói, mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, tôi coi cô ấy như con gái của mình. Peter có 5 đứa con từ cuộc hôn nhân đầu tiên. Chúng đều đã trưởng thành, bây giờ ông được quyền sống cho riêng mình. Cả hai thực sự không quan tâm tới những gì người khác nghĩ về chuyện của họ. Ebony thừa nhận cô có một điều hối tiếc. Tôi nghĩ tôi sẽ chỉ thay đổi một điều. Khi tôi thấy Blit lần đầu tiên, lúc 16 tuổi, tôi nên nhảy về phía anh và sau đó có con với anh. Chúng tôi thực sự sinh ra để cho nhau, trái tim tôi chỉ dành cho anh ấy. Tôi yêu những buổi sáng được thức dậy bên cạnh anh, tuổi tác chỉ là một con số, còn tình yêu mới là tất cả. Vùng đất cứ ba người lại có một triệu phú, cuộc sống giới siêu giàu ra sao? Hãy tưởng tượng cuộc sống của giới siêu giàu tại vùng đất cứ ba người lại có một triệu phú sẽ như thế nào. Monaco, tên chính thức là Thần Vương quốc Monaco hay Công quốc Monaco, là một thành bang có chủ quyền tại châu Âu. Monaco có ba mặt tiếp giáp với Pháp và mặt còn lại giáp với Địa Trung Hải và trung tâm của Công quốc cách Italia khoảng 16 km. Tuy nhỏ bé với diện tích khiêm tốn đứng thứ hai thế giới, nhưng vùng đất giàu có này lại phát triển nhờ hai ngành kinh tế trọng điểm là du lịch và sòng bạc bởi vậy khi đặt chân tới monaco du khách sẽ khám phá được nhiều điều thú vị mà không phải đâu cũng có dù nổi tiếng với những sòng bạc nhưng công dân ở công quốc này bị cấm đánh bạc bởi vậy thế giới sòng bạc tại đây chỉ dành trọn vẹn cho du khách quốc tế và cư dân ngoại quốc monaco còn được mệnh danh là sân chơi của các tỷ phú với ước tính cứ ba người lại có một triệu phú Tính toán của tờ Bussiness Insider từng công bố cho thấy tỷ lệ triệu phú trên dân số ở công quốc này là hơn 32%, trong khi đó, theo số liệu từ CIA World Factbook, tỷ lệ người nghèo tại đây là 0%. Bởi vậy, ở đây du thuyền xà xỉ, máy bay trực thăng đều phổ biến, còn hầu hết xe hơi mang nhãn hiệu của Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini hay McLaren trực thăng được coi là phương tiện thông dụng và ưa chuộng của những vị khách giàu có khi đến Monaco. Suốt những ngày cuối tuần, bầu trời xôn xao với 800 chuyến bay mỗi ngày. Chi phí thuê phòng ở đây đắt đỏ khỏi bàn, luôn ở ngưỡng rất cao. Giới nhiều tiền thường đặt phòng ở khách sạn Paris De Paris, hào nhoáng với hồ bơi riêng có giá khoảng 35.000 bảng một đêm. Trong khi đó, bến cảng cũng đầy ấp bởi du thuyền sang trọng, có giá khoảng 1.500 USD tiền đậu bến mỗi đêm. Ông Jelasmola, trợ lý quản lý bến cảng nhận định: Với tôi, họ như những đứa trẻ điên rồ, những điều họ muốn luôn nhiều hơn nữa. Muốn trở thành công dân của Manoka bạn cần có công việc hoặc thành lập doanh nghiệp và chứng minh tài chính ít nhất 500.000 bảng Anh. Bạn phải sở hữu hoặc cho thuê tài sản tại đây. Sau 10 năm, bạn có thể nộp đơn xin làm công dân và Thần Vương Anbes là người quyết định cuối cùng đặt bút ký nhân. Hiện trong số 38.000 người ở Monoca, chỉ khoảng 9.000 người là công nhân chính thức, còn gọi với cái tên Monetsgads, số còn lại là người thường trú. Năm 2019, công ty đánh giá bất động sản Khnai Grand ước tính Monoca có tới 12.261 triệu phú trên tổng diện tích công quốc chưa đầy 2.000 km vuông. Về cuộc sống của một trong những người thuộc tầng lớp siêu giàu có tại Monaco, nhà sản xuất phim Monica Bacardi là một trong những người như thế đã sống ở đây suốt hai thập kỷ. Ở đây chúng tôi có khách sạn, đi Paris, câu lạc bộ du thuyền, trung tâm mua sắm với mọi món đồ hiệu thế giới bất cứ thứ gì bạn muốn. Bà Barakat nói. Nhà sản xuất phim này cũng có niềm đam mê sưu tầm xe với hai chiếc Rolls-Royce, Ferrari, Mercedes và Range Rover. Trong khi một nhân viên tại khách sạn đi Paris tại Monaco tiết lộ đây là nơi những vị khách siêu giàu được đáp ứng tất cả những yêu cầu kể cả khó chiều. Nhân viên này cho biết một vị tỷ phú người Nga mê món sushi do đầu bếp của đi Paris làm tới mức thường cùng vợ từ thủ đô Moscow tới đây bằng chuyên cơ riêng để thưởng thức. Kiện công ty vì giao công việc quá nhàm chán gây trầm cảm. Một người đồng ông Pháp đã kiện thành công công ty cũ và nhận 36.000 bảng Anh, khoảng hơn 1 tỷ đồng vì đã giao cho anh ta những công việc quá nhàm chán. Ferrari Finus sống ở Paris, Pháp, từng làm quản lý tại công ty Interfat phân cho đến năm 2015. Ban đầu, anh kiện công ty nước hoa này 550.000 bảng Anh vì công việc của anh quá tẻ nhạt, khiến anh rơi vào trầm cảm và buộc anh phải nghỉ việc. Dittner cho biết, việc anh từng làm mất một khách hàng quan trọng khiến công ty chỉ giao cho anh các việc vặt sau đó suốt 4 năm trời. Những công việc buồn tẻ khiến anh cảm thấy chán nản và xấu hổ. Khi sức khỏe tinh thần của anh xấu đi, tình trạng mà các bác sĩ cho rằng liên quan đến sự buồn chán đến tột độ, anh đã bị cho nghỉ việc 6 tháng, sau đó anh bị interparpus sa thải. Tại tòa án ở Paris, nhân viên của tòa đã sử dụng từ buồn chán và so sánh tình trạng của Dennis trái ngược với tình trạng kiệt sức do làm việc quá nhiều. Dennis khẳng định rằng sự nhàm chán này đã khiến anh phải rời khỏi công ty. Anh cho rằng lãnh đạo công ty là những người phải chịu trách nhiệm cho việc này. Tòa án phán quyết rằng những thay đổi trong công việc và sự suy giảm sức khỏe của Dinesh có liên quan đến nhau. Trong khi đó, công ty Interpapers cho rằng anh Dinesh đã không cho công ty biết sự nhàm chán mà anh đang phải chịu đựng. Đây là vụ kiện đầu tiên người lao động thắng kiện vì một nguyên nhân lạ lùng. Tuy nhiên, số chuyên gia tin rằng một trên ba người lao động Pháp đang phải tài qua cảm giác này ở công sở ông John claude Reugen một chuyên gia phân tích rủi ro của người lao động đánh giá buồn chán là cảm xúc sinh ra khi người ta sợ phải chuyển sang một công việc mới và bị mắc kẹt ở công việc cũ